Xin chào tất cả anh chị em Hôm nay chúng ta bước vào một thứ tư chủ nhật thứ nhất Sau chủ nhật thứ nhất mùa chay Xin mời anh chị em cùng nhau lắng nghe lời Chúa Đọc tin mừng theo Thánh Luca Khi ấy dân chúng tụ họp đông đảo Đức Giêsu bắt đầu nói Thế hệ này là một thế hệ gian ác Chúng xin giấu lạ Nhưng chúng sẽ không được thấy giấu lạ nào ngoài giấu lạ ông Jonah Quả thật, ông jonah đã một dấu lạ cho dân thành ninive thế nào thì con người cũng sẽ là một dấu lạ cho thế hệ này như vậy trong cuộc phán xét nữ hoàng phương nam sẽ đứng lên cùng với những người của thế hệ này và bà sẽ kết án họ vì xưa bà đã từ tận cùng trái đất đến nghe lời khôn ngoan của vua salomon mà đây thì còn hơn vua salomon nữa trong cuộc phán xét dân thành ninive sẽ trỗi dậy cùng với thế hệ này và sẽ kết án họ vì xưa dân ấy đã sám hối khi nghe ông Jonah rao giảng Mà đây thì còn hơn ông Jonah nữa Đó là lời Chúa Anh chị em thân mến Hôm nay chúng ta thấy Chúa Giêsu nói về thế hệ của Ngài và Ngài có một lời nặng nề với lại thế hệ ấy thế hệ này là một thế hệ gian ác chúng xin dấu lạ xin dấu lạ có phải là điều gian ác không chúng ta vẫn xin chúa cho thấy một cái dấu chỉ của chúa và ngày hôm nay chúng ta cũng vẫn luôn nói về cái dấu chỉ của chúa dấu chỉ thời đại Thế thì xin một cái dấu lạ Phải chăng là một điều Không xứng, xứng đáng Hay là một điều xấu xa Chúng ta cũng hiểu là Người Do Thái xin dấu lạ Ở đây là một sự thách đố Thiên Chúa Chúng ta Tìm dấu chỉ của Chúa Lắng nghe Hay là để mắt đến những dấu của Chúa Chúa ra dấu hiệu cho chúng ta biết đó là điều mà chúng ta xin Chúa cho chúng ta biết đọc được những dấu chỉ của Chúa. Còn đòi Chúa cho dấu nghĩa là chúng ta có một thái độ đi ngược lại. Bắt Chúa phải chứng minh, bắt Chúa phải chứng tỏ. Chúng ta không có quyền ấy. Chúng ta chờ đợi những dấu chỉ của Chúa và chúng ta mở mắt lắng nghe bằng tay của lòng tin để chúng ta thấy nghe được những gì Chúa nói như vậy thì chúng ta thấy xin dấu lạ như là đòi Thiên Chúa phải hành động theo ý mình muốn đó là điều ngược lại chúng ta xin nhìn xem Chúa nói nhìn xem Chúa và Chúa đang nói gì với chúng ta hơn là đòi Chúa cho mình dấu chỉ để chúng ta mới tin được Cần những dấu chỉ Chúa sẽ cho Nhưng mà chúng ta đừng trở thành Cái người đòi hỏi Vậy thì Chúa Giêsu nói Không có dấu lạ khác ngoài dấu lạ của Jonah Jonah làm gì Chúng ta cũng thấy Khi mà được Chúa sai đi Thì Jonah đã tìm cách né tránh Ông không dám đối diện Hay nói đúng hơn là Ông cũng cảm thấy Khi phải Khi phải Loan báo khi phải kêu gọi hối cải là một điều không dễ Người ta đang sống trong tội Nhiều người cũng hỏi thưa cha con có nên khuyên người ta Sống tốt lành hay trở về với Chúa không Tôi nói là khuyên là tốt chứ có gì Nhưng mà ngại lắm cha ơi Vâng chúng ta ngại Bởi vì nói đến sự hối cải Không phải là một điều dễ Bởi vì người ta đang sống con con đường của người ta Nói với người ta Người ta bảo tôi không cần để tôi sống theo kiểu tôi phần bạn bạn cứ lo phần mình đi có lẽ là chúng ta cũng đã từng phải đối diện với tất cả những chuyện như vậy nhưng ở đây chúng ta phải suy nghĩ xem cái việc mà Jonah đã trở thành dấu chỉ thế nào cho dân thành Ninive chính ông khi đi khi đi loan báo khi được Chúa đưa tới Ninive để rao giảng hối cải ông đã thực hiện công việc ấy và dấu dấu lạ xảy ra là dân thành đi về thay đổi vừa nghe ông giảng vừa nghe ông loan báo thì họ đã ăn năn ở đây chúng ta thấy rằng cái dấu lạ của dân thành đi về đó là sự hoán cải sự hoán cải là một dấu lạ vô cùng lạ lùng đấy cho nên chúng ta sẽ thấy có nhiều người hoán cải một cách rất lạ lùng chúng ta tưởng rằng họ đã ý thức được hay họ nhận thức được ơn ơn huệ của Chúa đấy anh chị em ạ. À. Để được hoán cải chúng ta phải có ơn Chúa và Chúa tác động trong tâm hồn. Đồng thời lời loan báo, lời rao giảng đi với sự tác động của Chúa trong tâm hồn, nó mới dẫn tới sự hoán cải được. Như vậy đấy là một dấu, chúng ta thấy một người hoán cải hay là một cộng đoàn hoán cải, đó là một dấu lạ. Dấu vô cùng kỳ diệu của thiên chúa. Jonah đã cho dân Ninive được trở lại nhờ lời loan báo của ông nhưng thực ra chính thiên chúa đã ban ân sủng cho dân Ninive để dân ấy có thể trở lại được. Ở đây Chúa Giêsu cũng lại nói mình còn hơn Jonah nữa. Và lời rao giảng của Ngài còn mạnh mẽ hơn, còn quyền thế hơn và ân sủng còn dồi dào hơn, sự khôn ngoan còn sâu sắc hơn. Tại sao dân chua dân chưa thay đổi, thế hệ này chưa thay đổi, họ cứng lòng và đó là điều mà chúng ta thấy phải thay đổi, nếu người ta không thay đổi thì họ sẽ bị sẽ bị kết án và dân thành Ninive họ sẽ đứng lên để mà chống lại những cái thế hệ mà không biết hoán cải. Và trong cuộc phán xét thì dân Ninive cũng sẽ cũng sẽ trở thành cái người tố cáo những cái con người trong thế hệ này đã không lắng nghe lời của Đức Giêsu. Vậy thì chúng ta hôm nay chúng ta cũng nghe lời Chúa, cũng được Chúa nhắc nhở chúng ta đừng tìm những dấu để hoán cải đôi lúc người ta mong rằng có những tai họa này, tai họa kia, chuyện này chuyện kia gọi là kinh thiên động địa để người ta hoán cải. Có những dấu chỉ chúng ta vừa thấy một cái đại dịch covid cũng là một cái tiếng nhắc nhở đấy nhưng mà đừng chờ những cái thảm họa để chúng ta hoán cải mà chúng ta hãy để cho lời chúa lời chúa mời gọi chúng ta hoán cải một cái lời nhẹ nhàng hơn đi vào trong sâu thẳm của chúng ta hơn và giúp cho chúng ta nhận thức rõ hơn thiên chúa chỉ muốn xót thương chỉ muốn chữa lành là không muốn trừng phạt vậy thì chúng ta có nghe được tiếng chúa mời gọi không để mùa chay này chúng ta cũng bắt trước dân thành ni về được nhắc nhở tiên tri ni tiên tri Jona nhắc nhở thì ở đây không phải tiên tri Zona nữa mà chính Chúa Giêsu nhắc chúng ta hãy hoán cải để chúng ta lãnh nhận được ơn thứ tha của Thiên Chúa. Amen.